Kính chào quý vị và các bạn. Đêm đã về khuya, trước khi chìm vào giấc ngủ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời tiết dành cho 3 ngày tới của kênh VTC14. Có thể nói đến thời điểm này thì chúng ta có thể nhận định rằng đợt mưa lần này ở miền Bắc đã gây thiệt hại lớn kể cả ở vùng núi cao đến đồng bằng và các đô thị. Điển hình là trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sapa, Lào Cai tối ngày hôm qua đã làm chết, mất tích và bị thương 25 người, cuốn trôi 14 ngôi nhà cùng nhiều tài sản ruộng vườn ao cá của bà con. Còn tại thủ đô Hà Nội, do mưa kéo dài nhiều ngày đã khiến cho một cây xà cừ cổ thụ trăm tuổi bật gốc, đổ ngang đè bẹp một chiếc xe buýt và làm hỏng nhiều nhà cửa. Rất may là không có thương vong nào vào sáng sớm ngày hôm nay. Và theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thì mưa vẫn sẽ tiếp tục diễn ra ở miền Bắc. Tuy khối khí lạnh từ phương Bắc, nguyên nhân gây mưa chính trong những ngày qua đã rút đi, nhưng thay vào đó lại là khối khí biển từ phía đông xâm nhập trở lại. Dự báo đêm nay và ngày mai ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió rất mạnh, vùng núi cần tiếp tục đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Bên cạnh đó thì trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió rất mạnh, tàu thuyền không nên ra khơi trong thời điểm này. Ngay vào lúc này thì người dân ở miền Bắc vẫn còn cảm giác se lạnh khi mà nhiệt độ đang ở ngưỡng rất nhẹ, từ 22 cho đến 23 độ. Đặc biệt là tại Sapa nhiệt độ còn xuống dưới mức là 15 độ. Sáng mai thì trời vẫn còn mưa nhưng có thể đến tầm trưa chiều mai thì mưa sẽ giảm hơn, trời hứng nắng nhẹ với nền nhiệt độ tăng dần lên mức từ 27 cho đến 28 độ. Một thông tin rất quan trọng chúng tôi xin tiếp tục lưu ý quý vị, đó là tin lũ khẩn cấp trên sông Đà, sông Thao và hệ thống sông Thái Bình. Hiện lũ trên hệ thống các sông Đà, sông Thao và Thái Bình vẫn đang lên nhanh, đến sáng mai còn ở mức báo động 2, báo động 3, nên người dân các tỉnh như Bắc Cạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên và Hòa Bình tiếp tục cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất. Người dân cần tuyệt đối không đánh bắt cá tại các điểm nguy hiểm ven sông suối có nguy cơ sạt lở cao. Thưa quý vị, dự báo từ trưa chiều ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật thì mưa sẽ tiếp tục thu hẹp về diện. Khu vực các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái, trời nắng ráo, nhiệt độ còn tăng thêm, cao nhất ngày lên ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ. Thời tiết dần trở lại thuận lợi hơn với các hoạt động lưu thông và cuộc sống thường nhật của người dân. Như vậy là vào cuối tuần thì người dân miền Bắc có thể dọn dẹp nhà cửa, ruộng vườn sau những cơn mưa. Riêng khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, khu vực Nam Đồng Bằng trong đó có thủ đô Hà Nội, trong những ngày tới khả năng vẫn còn có mưa cùng nền nhiệt độ mát mẻ, dao động trong khoảng từ 30 cho đến 31 độ. Chúng ta hãy cùng đến với thời tiết tại các tỉnh miền Trung. Hiện tại thì rãnh mây dông vẫn đang dịch chuyển dần xuống phía Nam. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đêm nay và ngày mai vẫn sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Và ngay cả khu vực các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Bình Thuận cũng có khả năng xuất hiện mưa rào trong đêm nay. Và như vậy là từ ngày mai kéo dài đến 2 ngày cuối tuần, mưa có khả năng tiếp tục lặp lại tại Bắc và Trung Trung Bộ do cùng lúc chịu tác động của rãnh thấp gây mưa và trường gió đông đến đông nam ẩm chi phối. Nên nhiệt độ hạ thấp và nhiệt độ cao nhất tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh dưới ngưỡng là 29 độ và các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cũng chỉ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Nhìn chung thì thời tiết rất ít thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời hay du lịch biển của người dân trong những ngày nghỉ cuối tuần này. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, sau những ngày thời tiết nắng nhiều do gió Tây Nam hoạt động gián đoạn, thì trong 2-3 ngày tới, gió mùa Tây Nam lại tiếp tục hoạt động mạnh trở lại. Mưa với lượng vừa có khả năng tăng hơn trên khu vực, một vài nơi thuộc Bắc Tây Nguyên và ở miền Đông Nam Bộ. Còn tại khu vực Nam Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, mưa dông chỉ diễn ra vào lúc chiều tối. Mưa nhiều ở miền Nam cũng gây không ít phiền toái đến cuộc sống của người dân nơi đây. Tại các đô thị do thoát nước kém nên mưa sẽ gây ngập úng nhà cửa, tắc nghẽn giao thông tại các tuyến phố. Mưa cùng với gió mạnh tại các cao nguyên là nguyên nhân có thể dẫn tới bật gốc cây cổ thụ hay sạt lở đất. Còn đối với các địa phương ven biển thì cần cảnh giác với sấm chớp và gió giật. Nền nhiệt độ trong những ngày tới tại các tỉnh phía Nam có xu hướng giảm và nền nhiệt độ trưa chiều tại Tây Nguyên chỉ từ 28 cho đến 29 độ và tại Nam Bộ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ.
Trên biển thì khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa chỉ lưu ý là mưa rào rải rác trong ngày mùng 6 và ngày mùng 7. Sau đó thì mưa giảm hơn, tầm nhìn thoáng. Trong khi đó thì khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa trong những ngày tới, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam cấp 5. Tuy nhiên thì sẽ thường xuất hiện những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông tàu thuyền cũng cần lưu ý hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Bản tin thời tiết của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.